em đang làm bên phòng công, cứ có cái mắt kiểu như là khổ như chó. Không được. Nếu mình lại nói là mình là khổ, mình được anh rất là này. Về khoa học ấy, nói một cách nó khoa học ấy, thì nó có một cái vấn đề như này, là cái tư duy tích cực. Theo các cái cuốn sách như là Đắc Nhân Tâm hay là các cái cuốn sách như là Mầm Sống hay là Sự Sống Mới này kia, thì nó có một cái gọi là tư duy tích cực. Nhưng mà đấy là gì, đấy là mõm. Thực tế thì mình chỉ nên hiểu này, cờ bạc mà thua thì là phải đi trốn nợ này, là phải báo nhà này, là phải né này, là phải trốn nợ này, là phải tắt máy này, là phải viết luận này. Cờ bạc thua thì mình phải nghĩ này, đi con mẹ ơi, tự dưng đang bây giờ ngồi nhà, những thằng bằng nữa bằng tuổi mình nó đang còn phải mẹ, mình chỉ có ăn xong mới đi học xong rồi về nhà, hay là chỉ biết chỗ này chỗ kia thôi chứ biết được ở đâu đâu. Còn mình đây là vì cờ bạc thua mình trốn nợ đi, con cũ của mình biết nào là làm miền Nam này, nào là biết gọi ra món cái làm ăn này, nào là biết là vào Sài Gòn này, biết đi máy bay như nào, biết đi tàu như nào đấy, mình nó vui mà đấy, mình phải nghĩ nó lạc quan lên. Đúng ạ, chúng nó có tiền chưa vào trả trước, chúng nó điện à, trả sau chúng nó điện đúng không, chúng nào sao không biết cách gọi là sử dụng điện thoại khi không có tiền, nào sao biết cái đầu số là 1360, sau đó là thêm số điện thoại của người gọi vào. Bạn còn 2 phút 15 giây để tiếp tục thực hiện cuộc gọi này đấy, 153 đấy. Một năm ba không. Mình phải nghĩ nó khác bạn đi. Chúng nó đẻ ra ở cái đích, đúng không nào? Chúng nó đã có của ăn của đẻ rồi, học hết cấp 3 cái đi học một cái trường bố mẹ nó ép vào đại học, ra cái bố mẹ xin vào đây là làm cái. Chúng nó là một con gà công nghiệp, chúng nó không biết gì là đời đâu. Chúng nó không hiểu cái cảm xúc nó thăng hoa của cuộc sống đâu. Chúng nó không biết là điện mẹ đang nặng con ba cây này mà này. Úi giời, chúng nó có hiểu rằng là điện mẹ đang mệt bằng chết rồi mà tự dưng lại thấy là đề về ba thứ, có chắc là ba thứ không, chuẩn không, đúng là đề đủ ba thứ vậy. Ui còn mẹ làm này thế nhỉ, đấy chúng nó có hiểu vậy không, chúng nó có hiểu cái cảnh này. Quay có 3 dòng nhưng nó sẽ thẳng căng phát. Ý con mẹ hả? Quay thử lại. Không, quay thật đấy chứ. Nó nổ đấy chứ. Ôi dù. Cái cảm giác nó phê lắm, nó tê lắm. Nhưng mà cái cảm giác phê ma túy là không được chơi. Cảm giác phê ma túy này mẹ không bao giờ là chết đấy, là dở đấy. Chỉ được phép có cảm giác là vui, có buồn, có mẹ năm lúc bố mày nhìn qua được cuộc đời như chưa hề có cuộc chia ly.